Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Điều trị bệnh tiểu đường theo đông y. Phân loại bệnh theo triệu chứng. Chứng nhiệt thịnh nội táo, miệng khát, uống nhiều, ăn nhiều mau đói, người vẫn ốm, tiểu nhiều, nước tiểu vàng, sắc lưỡi đỏ, mạch sát nhiệt, phải tư âm thanh nhiệt. Trong bài thuốc phải có những vị như là sinh địa, mạch môn đông, thiên hoa phấn là chính. Chứng khí âm lưỡng hư, miệng khát, uống nhiều, tiểu nhiều, người gầy ốm, đại tiện khi bón, khi tiêu chảy, sắc lưỡi nhạt, mạch tế sắc, phải ích khí dưỡng âm. Trong bài thuốc phải có những vị như hoàng kỳ, hoài sơn, sinh địa, ngũ vị tử, thiên hoa phấn là chính. Chứng can thận âm hư, đi tiểu nhiều lần, lượng nước nhiều, đầu váng, hoa mắt, nhức mỏi lưng gối, nam di tinh, nữ kinh nguyệt không đều, sắc lưỡi đỏ nhạt, mạch tế sắc, phải tư bổ can thận, giảm tiểu tiện. Trong bài thuốc phải có những vị như là thuộc địa, hoài sơn, kỳ tử, ngũ vị tử là chính. Chứng âm dương lưỡng hư, bệnh đã lâu ngày chưa khỏi, khiến đi tiểu nhiều lần, ra nhiều nước, họng khô, lưỡi khô, chân tay lạnh, sợ lạnh, yếu sinh lý, mạch tế vô lực, phải ôn dương, tư âm bổ thận. Trong bài thuốc phải có những vị như hoàng kỳ, thục địa, hoài sơn, sơn thù là chính. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.